Hello, chào đón 500 anh em đã quay trở lại với Vintop nha. Ở nhà ăn ở không rảnh lắm chứ gì? Thôi thì cùng với Vintop làm vài cái thử thách top lên top top chơi không? Chẳng hạn như là liếm bồn cầu hoặc là tắm chùm với tương ớt. Đấy, nghe là phái phái rồi chứ gì? Thôi, không để cho anh em chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ hãy cùng với Vintop điểm qua những thử thách điên rồ mà có thể từ trước đến giờ bạn chưa biết. Chơi gì nữa? Vô luôn nè. Những thử thách điên rồ mà bạn không tin là nó có thể xảy ra. Liếm bồn cầu. Để mà nói về cái lưỡi có thể kiếm ra tiền thì anh em có đề xuất cho Bintop một nhân vật nào không? Hiểu ý nhau đó. Người có chiếc lưỡi siêu hot kiếm bộn tiền mà Bintop nghĩ tới cũng chính là cô nàng Lê Bóng. Cơ mà cũng hên là cô gái này chỉ dùng cái lưỡi để múa chứ không dùng nó để đi la liếm mấy cái thứ khác nha. Chứ nếu không chắc ghê lắm á. Bởi vì theo mình tìm hiểu thì anh chàng người Mỹ này quẩn quá, với lại muốn nổi tiếng nữa, nên đã làm thử thách liếm bồn cầu, sau đó quay clip up lên mạng xã hội. Ôi trời ơi, kinh tởm. Trời má, cái lưỡi này là cái lưỡi thần hay gì nè? Liếm còn sạch hơn lúc mình chà bồn cầu luôn á anh em. Cơ mà tôi nhìn tôi ớn quá. Ai đó hãy cứu tôi anh em ơi. Nhìn cái cảnh anh chàng đây liếm sạch sẽ cái bồn cầu mà tôi muốn nôn hết đồ ăn ra luôn á. Anh em cũng biết rồi, cái bồn cầu này để mình đi ẻ vào, biết bao nhiêu vi khuẩn nó tích tụ, vậy mà cũng can đảm làm thử thách. Ơi, chiếc lưỡi của anh bạn này phải được gọi là chiến thần trong làng liếm đồ luôn. Thôi thôi, mình có cái lưỡi lành lặn thì làm ơn nếm đồ ăn ngon đi, chứ đừng có làm thử thách như này nữa nha. Ghê quá đi thôi à. Tại vì có rất nhiều các y bác sĩ cho rằng việc liếm bồn cầu sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác đó. Lạng quạng vi khuẩn nó lây cho mình rồi mình đem lây cho người ta nha. Ăn bắp bằng máy khoan. Anh em có bao giờ thử trải nghiệm cảm giác ăn tất cả mọi thứ mà không cần tới hai cái tay chưa? Ai thì tôi không biết, chứ như cô nàng trong video dưới đây thì mấy thanh niên cũng phải kêu người ta bằng cụ luôn đấy. Bởi vì chị gái này ăn bắp bằng cái máy khoan mà chưa hề dùng tới hai cái tay luôn. Cô nàng này tên là Shelfly, lướt trên mạng thấy người ta làm thử thách xong nổi tiếng quá nên làm bà chị đây đú theo, cũng suy nghĩ ra cái thử thách để làm. Ai mà có dè, nổi tiếng thiệt. Đã vậy được tặng thêm cái kết hơi bị đắng nữa. Trời ơi quá đã. Đây nè, ban đầu chị đây sẽ gắn cái bắp vô cái máy khoan, rồi nhờ một người bạn mình cầm máy, sau đó bấm cho cái máy khoan nó chạy. Các bạn nhìn cũng thấy rồi đó, mình chỉ cần bấm công tắc là tự động trái bắp nó xoay như này nè. Đây, mọi thứ đã xong thì Selfly chuẩn bị cái hàm răng để còn chiến với vòng xoay trái bắp. 3, 2, 1, go. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Tôi cười muốn tuột cái quần. Ơi là trời, chưa kịp bỏ cái mỏ vô cạp nữa là bị hối đầu luôn rồi. Tại vì anh bạn cầm máy khoan ngủ gục hay sao á, quơ lên trên làm chi cho nó cuốn tóc của Selfly vô vòng xoay may mắn luôn. Và từ đó cô nàng này phải đội tóc giả cho tới khi tóc thiệt nó mọc ra thì thôi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai mượn ngựa làm thử thách chi rồi giờ hối cái đầu. Bơi lội ở Bắc Cực. Mùa hè thì được đắm mình trong hồ bơi thích thật sự anh em ha. Vậy mà có người lại chọn thử thách chính mình đắm chìm trong nước đá. Bộ chán sống hay sao á ta. Đây nè, người đàn ông nổi tiếng với thử thách kỳ lạ đó không ai khác ngoài Wim Hof, sinh sống tại Hà Lan. Ông chú này chỉ mặc duy nhất chiếc quần short rồi lặn xuống hồ bơi thiệt là lâu dưới hồ. Ê, chưa đâu nha mấy má, còn đỉnh hơn ở chỗ là Wim Hof còn lặn được xuống tận đáy hồ luôn. Ở dưới cái hồ sắp đóng băng như vậy mà người đàn ông này vẫn chịu được, tính ra cũng hay đó chứ. Thử đưa Bintop lặn đi, lặn kiểu đó chắc lặn luôn quá anh em ơi. Chứ ngồi lên gì nói mà ngồi. Thôi, được cái phổi yếu nên Bintop xin phép đầu hàng nha. Bình thường tắm nước lạnh ở nhà còn la lên la xuống, kêu làm thử thách kiểu này là chắc tới công chuyện thiệt á.
tắm chung với tương ớt. Người ta thì tắm chung với hoa hồng cho da dẻ mịn màng, sạch sẽ, thơm tho. Vậy đó mà trên đời này vẫn có người làm ngược lại hoàn toàn. Không muốn thơm, không muốn sạch, chỉ muốn khát bọt thôi các bạn ạ. Đây nè, chẳng hạn như anh chàng YouTuber nổi tiếng này đây. Anh đây không thích tắm kiểu bình thường, tắm chung với tương ớt nó mới ngầu. Đã gọi là làm thử thách thì nó phải tốn kém và đầu tư như thế này đây. Anh chàng Lucy, sống tại Mỹ, có thói quen ăn ớt every time. Ghiền quá nên quyết định làm cái thử thách tắm chung với ớt. Trời mé, nghe mà tôi thấy nóng nóng ở đâu rồi anh em ạ. Để thực hiện thử thách, mê quá nên tắm với ớt luôn cho nó ngầu. Anh chàng này đã tậu cho cả ngàn chai tương ớt về để đổ vô cái bồn tắm. Ủa gì vậy cha? Đang ngâm ngon lành mà sao vậy? Chưa đầy 2 phút nữa là ngoi cái đầu lên rồi. Bởi ta nói có là chiến thần thích ăn ớt đi chăng nữa cũng không chịu nổi được cái thử thách này đâu anh em ạ. Ta nói lỡ mà nó vô mắt là đem bỏ con mắt luôn. Lọt vô chỗ nào không biết, chứ lọt vô cái mông ha, chiến này khỏi đi ẻ luôn. Ê, cho bỏ cái tật ham nổi tiếng nha. Thử thách toàn thứ dữ không à. Chụp ảnh với dán. Tầm này mà mua được con iPhone 14 về selfie với người yêu thì hết bà anh em ha. Mà nếu không có người yêu thì chụp với ai ta? Thôi gì đâu buồn, đây nè, học hỏi anh thanh niên này đi. Không có người yêu thì mình chụp hình với dán đi. Nghe là rén ngang liền, nhưng rõ là lại có một người chơi trội hơn luôn nè. Chọn làm thử thách chụp chung với Tiểu Cường. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Đây là một trong những anh chàng can đảm nhất, dám chụp hình với Tiểu Cường luôn. Ta nói một con vật mà đố ai dám đụng tới, tại vì nhìn thấy nó thôi là đã rén ngang rồi. Cũng là thử thách mà sao nó lạ quá à. Chụp hình với người yêu là xưa rồi mấy ông giáo ơi. Thời buổi bây giờ chỉ có chụp ảnh với dán mới đỉnh thôi. Ai đời cứu tôi, trời ơi, tôi sợ con dán nhất trên đời. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là tôi xỉu cái đạch rồi. Vậy mà các anh hùng hảo hán trong clip chụp hình rồi tạo dán chung với dán, thậm chí là hôn lên con vật này nữa. Nhất Tiểu Cường rồi nha. Thử thách này khiến cho hàng chục con dán phê chữ E kéo dài. Bữa nào hên hên mà được hot girl để con dán lên cặp bữa chụp hình thì ôi rồi ôi, hết bài. Đã quá Pepsi ơi, tôi cũng muốn được sướng như con dán anh em ạ. Cơ mà thử thách một chút thì vui, chứ nhiều chút thì tới công chuyện á. Bởi vì con dán được cho là khá dơ đó các bạn ạ. Nó bò khắp nơi, thậm chí là những chỗ dơ bẩn nhất hệ mặt trời. Mấy cái chân của nó mà đâm lên mặt là sẹo không đấy nha. Nên là chụp với cái gì cũng được, hạn chế thử thách kiểu này nghe. Đây đây, sau khi xem qua tất cả những thử thách điên rồ có 102 trên thế giới thì anh em có cảm nghĩ gì? Hãy cùng comment bên dưới để Vintop biết với nha. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào khác nữa nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.